Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay anh em mình đã được đi làm. Quay anh em xem xe của hàng này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em lấy bậc. Đây là cái phần nó bậc. Cái ô rộng này từ cái cây, cái cột quay đó là 2.4 m. Cái thang này đóng rộng 1 m nha mọi người. Đây là đáy bậc thắng. Đáy bậc thắng và 6 bậc lượng. Hôm nay đã có mặt tại công trình. Giờ mình muốn mà lấy cầu thang mà xây cầu thang mà nó cái bậc đề ba này nó chuẩn. Mình kéo thước từ đâu kia ra đây. Đấy, mình lấy cái bậc đề ba này, cái đầu tiên này. Đây các bác đang đắp phào chỉ. Đấy, đang đắp phào chỉ. Thank you.
come on baby and let it go. Make me fight again. Love is you. Yeah.
것 같아 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl I need you girl Stay here lady I need you girl Save me lady anh em mình đã xây xong một cái bậc thang nha, lượn uyển chuyển này, quay cho các bạn thấy cái vòng lượn uyển chuyển này. À, cái này là chiều cao 17 nha, cái bán mặt này là 25 ha các bạn. Bán này thì 25 bán này là cái góc này tới 60 khúc lượn này là bán lượn tới 60 to đi này rộng
chung là rất chi là rộng, đi thoải mái. Cầu thang này rộng 1 mét nhé các bạn. Đây, 5 viên gạch là 1 mét nha. Đấy, bạn thấy chưa? Mình xây xong thì phải lót ván lại để cho thợ hồ vô đi. Anh em ủng hộ kênh hãy cho mình một like, share và chia sẻ kênh của mình để anh em, nhiều anh em biết kênh mình mà được một ngàn sub like là mình sẽ, anh em ở đâu mình sẽ đến, mình hỗ trợ đến đó. Những anh em nào mà trong ngành xây dựng mà chưa đóng được cầu thang thì cứ vui lòng liên hệ anh em. Anh em này, cứ chia sẻ mạnh video vô để được 1000 người đăng ký đi. Để mình có tiền mình đi lại, mình đi đến nơi mình hỗ trợ anh em thôi nha.